Đây là chợ vườn chuối các bạn, đường vườn chuối, ngay 116 vườn chuối. Thì đây là khu ẩm thực nổi tiếng của người dân quận 3. Thì đây là quầy bún mắm nổi tiếng 50 năm ở bún Thái, bún bò Huế, nuôi miếng và cả tôm cuộn rau của một bà cô là bán 3 đời đây rồi. Đây, cô đã bán. Đó, các bạn có thể thấy khách đang ăn bún bò Huế. Chắc là khách ruột hoặc là khách rất hay ghé quán. Đây là cái tủ giò, nạc, gân và những cái loại gia vị và thực phẩm để cô bán bún mắm và cả bún bò Huế các bạn. Các bạn có thể thấy là cá nè, bò viên nè, tôm luộc xoắn nè, mực nè, thịt bò tươi nè và cả những chả giò. Đây cô đang cùng bún để làm bún bò cho khách. Đây là nồi nước lèo của cô. Bún bò đây. Bây giờ anh làm bún mắm đúng không? Em làm bún mắm lên cho anh coi. Đem cái đợt cái bún mắm rồi nó còn đem cái dĩa rau lên nữa, hai cái nữa nó. Đây, khách ăn rau trùng là sẽ có một cái nồi nước sôi để mà trùng rau cho khách yên tâm. Đó, các bạn có thể thấy quán chỉ là một góc nhỏ thôi. Đây là nồi gì đây cô? Đây là nước lèo. Nước lèo để món gì cô? Nước mì, bánh canh nuôi miếng. Dạ, rồi nước lèo của hủ tiếu mì, bánh canh nuôi miếng. Cô ơi, cho con hỏi là cô tên gì ạ? Tên Trinh, Võ Thị Trinh. Cô Trinh ở chợ Vườn Chuối, đầu hẻm 116. Cô bán bún Thái với lại bún bò Huế lâu chưa cô? Bán cũng được, cái đó cũng ở mười mấy năm. Nhưng cô bán thôi chứ mười mấy năm, còn người nhà là... Người nhà là bán 3 đời, từ bà ngoại rồi chuyển sang má và đến xin rồi. Dạ, là tổng 3 đời là bao nhiêu năm cô? Cũng trên 50 năm. Trên 50 năm ạ. À. Đây là dạ, dạ, bún mắm. Bây giờ nó còn hết quá phải vô vậy. Bún bò. Bún bò. Rồi này là bún Thái. Bún Thái đây. Cô ơi cho cô hỏi là quán mình mở từ mấy giờ đến mấy giờ? Từ 11 giờ trưa đến 8 giờ tối. 11 giờ trưa đến 8 giờ tối. Thì có mình cô bán hay là sao cô? Có mình bán thôi. Là một người phụ thôi. Có cái ông xã mình. Dạ. Cô nhà ở xa đây không cô? Nhà ở 116 này luôn. Dạ, nhà cô trong hẻm này luôn. Rồi. À, khoảng từ mấy giờ đến mấy giờ là khách đông nhất cô ạ? Chưa là cỡ từ 12 giờ. Dạ dạ, người đông dữ lắm ạ. Dạ rồi, con cảm ơn cô nhiều ạ. Cô đâu của quán cô Trinh bán trên 50 năm các bạn. Đây là rau có thể ăn sống hoặc là trùng. Đây là hành. Thịt được luộc sẵn mềm và những gia vị khác. Đây, cô đang làm tô bún mắm. Tô bún mắm cho khách. Đó. Cô đang xắt cục heo quay phải không cô? Heo quay tôm mực là bỏ sẵn tô với bún rồi các bạn. Đó, các bạn có thể thấy. Rồi, bỏ hành. Cái bún mắm này có gì đặc biệt không cô? Cái phần thành phần chính của bún mắm ạ? Chỉ có tôm, mực, cái này cá, cái này heo quay thôi. Nhưng mà cái nước? Cái nước này là cá linh với cá sặc. Cá linh với cá sặc à? Nhưng mà nấu theo cái công thức của bà mà mẹ cô để lại phải không ạ? Cái mà bỏ cho trên này là gì ạ? Cà tím. Cà tím ạ? Là thành phần không thể thiếu của bún mắm là cà tím. Rồi, bún mắm giá nhiêu tiền ạ? 45 ngàn ạ. Còn bún bò thì nhiêu ạ? 30. Còn nuôi đồ mì xà mì 30 ngàn hết luôn. Cái chả mà cô đang để ở trên quầy đó là chả gì đó cô? Chả lùa. Chả lùa thì là chả làm bằng thịt heo luôn hả cô? Chả bằng thịt heo luôn. Dạ dạ rồi.
thì chị ăn gì chị cho em biết cái cảm nghĩ về cái vị của cua Trinh nấu thế nào ạ? Em thấy là khó là ba mua chiên từ một. Dạ, chị ăn ở đây lâu chưa ạ? Lâu rồi. Bao nhiêu năm rồi, khoảng bao nhiêu năm rồi? Em mới biết cua đây là khoảng 1 năm. 1 năm à? Thì chị có hai bao lâu thì chị ghé một lần ạ? Em với bạn em hay gặp lắm nên lâu lâu cũng ăn hoài. Dạ, chị ở xa đây không chị ơi? Em mới quận 3. Ơi, em chào hai chị. Hai chị cho em hỏi là chị ăn bún bò chị thấy thế nào ạ? Cảm thấy ngon. Dạ. Yeah. Chị ăn ở đây lâu chưa ạ? Vâng. Lâu lâu ăn ở đây. Dạ. Yeah. Chị là người ở đâu ạ? Người Lào. Người nước Lào ạ? À. À, Sa Na Khẹt rồi đúng không chị ạ? Sa Na Khẹt. Chị vì sao chị biết tới quán này ạ? Du học sinh. À, chị là du học sinh người Lào ở đây. Hai người luôn. Là chị ở đây bao nhiêu năm rồi ạ? Ở đây 1 năm rồi. Dạ. Chị tên gì ạ? Mukila. À, chị thấy có yêu thích Sài Gòn về những cái món như thế này không ạ? À, yêu thích ở bún bò, hủ tiếu và cơm sườn. Nhiều ấy hả? Cơm sườn của Sài Gòn. Dạ rồi, chị thích là hủ tiếu, bún bò, cơm sườn của Sài Gòn. Đây là món khách theo vừa gọi. Món này là món gì anh chị ha? À, đây là món bún bò đấy. Bún bò thôi. Bún chả. À, chả. Anh chị có hay ghé quán này không ạ? Lâu lắm rồi mới ghé. Dạ, mình ăn được ở đây được bao nhiêu năm rồi? 2 năm. Rồi. Đây thì chúng ta tận mắt chứng kiến quầy bún mắm, bún Thái và bún bò của cô Trinh bán theo nghề mẹ truyền cô nối trên 50 năm rồi đó. Cô đang làm bún mắm đúng không cô ạ? Đây cô đang làm bún mắm, đang sắc thịt heo quay. Bún mắm cái gì 6.000 cú chị mình ơi.